Ngựa non hào đá, Trần Chất Viễn tuyên truyền với địch đại Nhật Ba tiêu chiến. Dự án cổ trang của Trần Chất Viễn sắp sửa lên sóng màn ảnh nhỏ. Hở vụng trộm không thể giấu, nhân khí của Trần Chất Viễn tăng lên thấy rõ. Anh không chỉ thu về lượng fan khổng lồ mà còn nhận được sự ưu ái lớn hơn từ các nhà sản xuất phim. Mới đây thông tin bộ Lang Quân Không Như Ý của Trần Chất Viễn hợp tác với Ngô Tuyên Nghi sắp sửa phát sóng trên nền tảng xem phim trực tuyến Soku đang thu hút sự chú ý lớn từ phía khán giả. Theo dữ liệu cập nhật trên đa ban của phim đã ghi rõ thời gian chiếu cụ thể vào ngày 20 tháng 7. Điều đó đồng nghĩa với việc Lang Quân Không Như Ý sẽ gia nhập vào cuộc chiến khốc liệt đang diễn ra trên màn ảnh Hoa ngữ hiện nay, tranh hạng cùng các đỉnh lưu Hoa ngữ bao gồm Địch Đệ Nhật Ba, phim An Lạc Truyện, Tiêu Chiến Ngọc Quốc Gia và cuối cùng Sương Sương Khỏi Lời Nhân Gian Của Tôi. Được biết Lang Quân Không Như Ý đã hoàn tất ghi hình từ hồi tháng 9 năm 2021, nhưng mãi tới tháng 2 năm 2023, phim mới thành công lấy được giấy phép phát sóng. Có lẽ vì nền tảng muốn tận dụng sức nóng của Trần Chất Viễn sau vụ trộm không thể giấu nên đã quyết định đẩy nhanh lịch chiếu. Lang Quân Không Như Ý chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Công Chúa Thượng Gả Ký của tác giả Tiên Tranh, nội dung xoay quanh cuộc đời của công chúa nước Đại Tạ, Tề Ba Ngô Tuyên Nghi đóng. Nàng không may bị bắt ép gả cho một hòa thủ tộc kỳ dị bí ẩn, trở thành vương phi của đại vương hòa thủ Khuê Mộc Lan Trần Chất Viễn. Vì không cam lòng, nàng đã quyết định chạy trốn nhưng bất thành, rồi tình cờ gặp được mỹ nam Lý Hùng, cũng chính là một thân phận khác của Khuê Mộc Lan. Ngoài bộ đôi nam nữ chính Trần Chất Viễn và Ngô Tuyên Nghi, Lang Quân Không Như Ý còn có sự góp mặt của Vương Lộ Tình, Đồng Bách Lương, Dương Xuyên Bắc, Viên Văn Tiệp.